con yêu, con đang suy nghĩ điều gì sao? Ba ba ơi, từ nhỏ con đã nghe rằng Thượng Đế tạo dựng nên con người theo hình ảnh của người. Có nghĩa là những linh hồn thần thánh đã sống ở thời đại Hoàng Kim, họ đã giống như Thượng Đế, nhưng họ không phải Thượng Đế. Con yêu, cũng giống như con là một linh hồn, ta cũng là một linh hồn. Nhưng người rất lớn nên người là đại linh hồn. Không đâu, con của ta. Linh hồn không có kích cỡ to hay nhỏ, mà là độ thuần khiết của linh hồn nhiều hay ít. Tất cả những linh hồn ở thời đại Hoàng Kim là hoàn toàn không nhiễm vết nhơ. Đó là vì sao họ được gọi là những linh hồn thần thánh. Ở kỷ nguyên đồng, những linh hồn thuần khiết đã đến với thế giới của các con, và họ đã thiết lập nên những lời dạy khác nhau. Họ được gọi là những vị thánh. Ngày nay, trong kỷ nguyên sắt, tất cả những người mà làm những việc vĩ đại, các con gọi họ là những linh hồn cao quý. Còn người là đấng toàn tri toàn năng, nên người được gọi là đại linh hồn. Đúng vậy, con của ta. Param có nghĩa là cao nhất trên cao. Đó là vì sao các con gọi ta là đấng sáng tạo tối cao, đại linh hồn tối thượng. Ba ba, vào ngày đầu tiên, người đã yêu cầu con giới thiệu về bản thân. Hôm nay, giới thiệu cho con về người nào. Con đã luôn nhớ về người từ thuở nhỏ, nhưng giờ con cảm thấy con không hoàn toàn hiểu người. Cho tới ngày hôm nay, các con đã hay nói về ta, rằng tên Ngài là cao cả, nơi Ngài ngự là ở trên cao, việc của Ngài là cao quý. Cái tên cao quý có nghĩa rằng các con làm dạng danh các đức tính của ta. Các con ví ta như đại dương, bởi vì các đức tính mà các con có là vô hạn và bất diệt ở trong ta. Đó là vì sao các con lại nói rằng ta đã tạo nên con giống với ta. Các con, những linh hồn, là hiện thân của sự bình an, và ta chính là sự bình an vô bờ bến. Các con, những linh hồn, là hiện thân của tình yêu thương, và ta chính là tình yêu thương vô bờ bến. À, có nghĩa là người là sự thuần khiết vô bờ bến, là đấng toàn năng vô hạn, là đấng toàn tri vô biên, và con là con của người. Nhưng tại sao con lại hỗn loạn như vậy? Người nói rằng số phận của con được tạo nên bởi lựa chọn của con. Vậy thì công việc cao trọng nhất của người là gì? Con của ta, lý do mà con nhớ đến ta là bởi vì ta chính là đấng chuyển hóa tất cả các linh hồn, từ không thuần trở nên tinh khiết. Ta là đấng ban ơn. Ta là người xóa đi mọi khổ đau, người mang đến hạnh phúc. Vậy tại sao chúng con lại buồn đau? Tại sao chúng con lại không trong sạch? Bởi vì các con không biết về ta như ta là. Các con không nhớ về ta một cách chính xác. Các con kiếm tìm ta qua những hình hài khác nhau. Các con cũng đã gọi ta là đấng hiện diện khắp mọi nơi, giống như tất cả mọi thứ của con đều sẽ thuộc về con cái con. Nhưng nếu các con của con lại quên rằng các con là cha mẹ của chúng, thì chúng sẽ cảm thấy cô đơn và nghèo khó. Con yêu, tất cả những gì của ta đều là của con, nhưng con lại không nhớ điều đó. Vậy nên các con đã xin ta ban cho một phút bình an và một giọt yêu thương. Vậy làm sao để có thể nhận ra người ạ? Người cũng đâu có sống ở đây, nên ngự trị của người là ở đâu? Được tạo nên bởi các yếu tố tự nhiên, thế giới cơ thể vật chất này của các con được gọi là thế giới náo nhiệt, nơi ta ngự vượt xa thế giới của các con, nguyên tố vĩ đại nhất của sự sáng tạo. Mà với các phương tiện khoa học kỹ thuật của các con thì không thể nhìn thấy. Đó là nơi ta cư ngụ và cũng là nơi trú ngụ của các con, những linh hồn, nơi trú ngụ tối thượng, miền cực lạc, chốn bình yên. Các con nhớ về nơi đó qua những cách gọi này, cũng giống như có các vì sao trên trời. Nơi trú ngụ tối thượng là một bầu trời hồng kim sắc, và các con, những linh hồn sống ở đó như những ngôi sao. Ở đó được gọi là thế giới tĩnh lặng. Vậy là con cũng đã từng ở nơi trú ngụ tối cao sao? Tại sao con không nhớ gì hết? Con của ta, đó là một quãng thời gian rất dài kể từ lúc con từ thế giới của con, thế giới linh hồn, đến thế giới này. Con đã quên cả ta và quê hương con, nhưng cho tới tận bây giờ con vẫn gọi ta là đấng ngự trên cao, và con khao khát sự giải thoát. Đó là con khao khát được trở về nhà của con. Ồ, đúng vậy. Chúng con đã ở thế giới này từ thời đại Hoàng Kim. Vậy nên bây giờ cha đến đây để đưa chúng con về nhà sao? Con yêu của ta, ở thời đại Hoàng Kim và kỷ nguyên bạc, các con, những linh hồn rất đỗi thuần khiết, nhưng những lầm tưởng được hình thành từ kỷ nguyên đồng. Bây giờ, cho tới cuối kỷ nguyên sắt, các con đã trở nên bất thuần. Để chuyển hóa các con từ bất thuần trở nên thuần khiết, để làm cho con trở nên hoàn thiện cùng với mọi quyền năng, ta đã truyền cảm hứng đến với thế giới của các con. Đó là vì sao mọi người nói rằng bất cứ khi nào sự đại bất thuần tồn tại, Thượng Đế sẽ biểu hiện rõ ràng đến với thế giới này. Đúng vậy con yêu. Bây giờ chính là thời điểm đó. Giống như các con của con đến trường để học cả ngày, và các con đến đưa chúng về nhà vào buổi tối, nhưng sáng hôm sau chúng lại tiếp tục đến trường. Con yêu, qua hết 4 thời đại, các con đã chán ngán việc tham gia vào nhân quả ở thế giới này. Bây giờ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các con sẽ trở về nhà, nơi trú ngụ vĩnh hằng, và một lần nữa để diễn tiếp những phần của các con. Các con sẽ lại đến với thế giới này trong thời đại Hoàng Kim. Ba ba ơi, vậy tất cả mọi người đều sẽ đi đến thời đại Hoàng Kim sao? Con của ta, bằng cách nỗ lực để trở nên thuần khiết, dựa vào mức độ thuần khiết của các con sẽ tiến đến thế giới này. Những linh hồn hoàn toàn thanh khiết sẽ đến trong kỷ nguyên vàng và kỷ nguyên bạc. Những linh hồn với độ tinh khiết ít hơn một chút sẽ đến trong kỷ nguyên đồng. Những linh hồn còn lại sẽ đến trong kỷ nguyên sắt. Cho tới khi đó, họ sẽ ở lại nơi trú ngụ tối cao. Ồ, đó là vì sao dân số đang tiếp tục tăng lên. Bởi vì từ nơi trú ngụ vĩnh hằng, các linh hồn vẫn đang đến thế giới này. Nhưng ba ba, tại sao mọi người đều không nhận ra người và trở nên thuần khiết? Con yêu, các con, những linh hồn mang lên một cơ thể, và đó là vì sao các con là hữu hình. Còn ta lại hoàn toàn tách rời khỏi vòng luân hồi. Ta là vô hình. Con có thể thấy ta với tam nhãn, nhưng không thể với phàm nhãn của con. Tam nhãn trí tuệ, có nghĩa là con mắt của tri thức. Bà à, chúng con đã gọi người bằng rất nhiều tên, nhưng tên của người là gì? Hãy gọi ta là Siva. Siva có nghĩa là nguồn. Siva có nghĩa là đấng ban ân sủng. Siva có nghĩa là bình an. Siva ba ba, với tất cả quyền năng của người, làm sao con có thể khiến con trở nên quyền năng? Con yêu, hãy thức dậy vào sáng sớm ngày mai. Ta sẽ hướng dẫn con cách để nhớ lại. Vâng ba ba, con phải trở nên thuần khiết. Con muốn trở thành linh hồn của thời đại Hoàng Kim.